Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình, channel của Thạch Chính My. Rất vui được gặp nhau trên clip thì hiện tại mình đang có mặt tại Facebook. Và như anh em thấy trước mặt anh em là vô vàng và vô số hình ảnh mới à, thì như anh em thấy có một bài quân tướng mới, ví dụ như là Lo, Tam Skip, rồi Kinemon, Sisa, với lại đặc biệt là con Kuzan. Đây là con Kuzan phiên bản gọi là phiên bản bỏ nhà đi bụi nha anh em. Lý do tại sao mình lại gọi nó là bỏ nhà đi bụi tại vì con Kuzan này là nó có cái ba lô sau lưng anh em, cho nên đặt cho nó biệt danh là Kuzan bỏ nhà đi bụi nha anh em. Và nội dung thông tin chi tiết thì như hình ảnh và tiêu đề của video anh em đã thấy rồi. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em một số cái list bị rò rỉ trong tương lai, mà thậm chí là sắp luôn rồi anh em. Tại vì hiện tại thì hôm nay là 30 tháng 3 thì có thể gọi là cuối tháng rồi. Nói chung là chuẩn bị kết thúc tháng 3 và chúng ta sẽ bước sang tháng 4. Mà tháng 4 thì nói chung là tháng 4 là một cái tháng rất là đặc biệt đối với game One Piece Fighting Pass của chúng ta. Tại vì ngày 22 tháng 4 thì sẽ là ngày kỷ niệm 2 năm nha anh em. Năm trước thì kỷ niệm 1 năm rồi, và chuẩn bị sắp tới sẽ là kỷ niệm 2 năm. Mà mỗi lần kỷ niệm 1 năm game và giờ là 2 năm game thì chắc chắn là game sẽ ra rất là nhiều thứ đặc biệt. Đấy, như thường lệ chúc anh em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Và anh em đã có nhu cầu mua acc bên Android 4399 thì nhớ liên hệ Facebook mình. Hiện tại thì mình mới nhập thêm một số acc cho nên là hiện tại cũng còn khá khá nha anh em. Cũng còn khá khá acc bên 4399 Android. Cho nên là anh em nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ Facebook mình, link Facebook mình để sẵn ở phần mô tả rồi. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ cập nhật những cái list cho anh em nha. Mấy cái list này thì hiện tại hình như là đang bị cấm hay sao anh em ơi. Mình nghe cái đoạn dịch này mình thấy khá là nguy hiểm đây anh em ơi. Dành cho những ai muốn chia sẻ thì cứ tiếp tục, nhưng hãy nhớ trách nhiệm của chính mình. Chắc là kêu ghi nguồn anh em ơi. Và cẩn thận nếu chia sẻ trên kênh của bạn sợ bị báo cáo và cấm nè anh em. Cực kỳ nguy hiểm luôn anh em ơi. Có nghĩa là cái này mà như là up trên YouTube thì hình như là kênh YouTube thì hình như là sẽ bị cấm hay là bị bản quyền hay là bị ăn gãy hay sao anh em ơi. Nhưng mà nói chung là mình sẵn sàng hy sinh luôn anh em ơi, không sợ. Mình sẽ cập nhật cho anh em mấy cái list này luôn nha anh em. Và nếu mà bị cấm hay bị ăn gãy gì thì cũng mình cũng không quan tâm luôn. Nói chung là không quan tâm anh em ơi. Chia sẻ cho anh em nhiệt tình luôn nè. Tại vì nói chung thì nói về mấy cái gãy bản quyền thì mình đã ăn rất là nhiều rồi, cho nên mình chai mặt rồi anh em ơi. Không sợ nữa. Rồi, thì nội dung đầu tiên là như anh em thấy là đây là con Lo Tam Skip SS. Như anh em thấy phía nền sau là nền vàng thì sẽ là SS, và Kinemon nha anh em. Kinemon thì sẽ là S, nền sau là cam đây. Thì gần như 100% banner sau sẽ là Lo Tam Skip rồi anh em ơi. Cái này không thể chối cãi rồi. Tại vì theo cái hình ảnh những cái con tướng mà trong ra mắt trong cái mùa mới á, thì bây giờ chỉ còn duy nhất hai con chưa ra. Nếu mà nói về SS thì chắc là chỉ có Lo với lại con Sisa, thì không biết có phải SS hay không thì mình chưa biết, nhưng mà có Lo và Sisa, Kinemon đó, ba con này là chưa ra, cho nên là chắc chắn gần như 100% là banner sau, tức là banner tháng 4 đó anh em, thì sẽ là banner của Lo Time Skip nha anh em. Đó, con Lo này cũng rất là nhiều anh em hóng chờ, cho nên là mình cũng cực kỳ hóng con Lo này coi như thế nào luôn. Tại vì con Lo cũ chỉ là Lo S thôi, nhưng mà nó cực kỳ đẳng cấp với cái những cái skill chém chém của nó rồi. Còn Lo Time Skip này nữa đảm bảo chắc là sẽ cực kỳ ghê luôn. Còn Kinemon thì mình nghĩ chắc là sẽ vô bát thôi. Đấy, Kinemon cơ bản một con tướng S như thế này thì chắc là sẽ vào bát. Rồi, hình ảnh tiếp theo nha. Đây, hình ảnh tiếp theo là một hình ảnh cực kỳ đặc biệt, nói về con Luffy. Và Luffy này như anh thấy là nó là con Luffy cực kỳ đặc biệt. Nó không phải là Luffy A, cũng không phải là Luffy Gen 2, mà cũng thậm chí là cũng không phải là Luffy Time Skip nữa anh em. Mà đây là Luffy mặc áo màu này. Và anh em có thay để ý thấy cái màu này nó quen không? Đó là cái màu của thằng A, SSS trong cái sự kiện Tết. Thì con Luffy này mình nghĩ là sắp tới nó sẽ ra trong cái dạng gọi là tướng như kiểu là tướng SSS nha anh em. Tuy nhiên thì SSS sẽ là một cái điều gì đó nó hơi xa xỉ một chút, tại vì lát nữa anh em sẽ biết thêm một cái chất tướng mới nữa nha anh em. Đây, bây giờ chúng ta sẽ quan sát kỹ con Luffy này một cái. Luffy này gọi là Luffy Trung Hoa anh em. Nói chung mặc áo ở trong nhưng em thấy là như kiểu có vảy rồng nè. Có vảy rồng hay là cái sóng nước gì đó. Nói chung anh em nhìn kỹ một xíu anh em sẽ thấy có những cái nếp như kiểu là vảy rồng. Còn bên ngoài thì sẽ khoác một cái áo như kiểu áo Trung Hoa của thằng ai ấy. Rồi phía bên dưới thì mặc quần như bình thường. Và có những cái dây thắt lưng và những cái ngọc đồ. Nói chung là rất là ngầu luôn anh em ơi. Nhìn như kiểu là Trung Hoa của Y Giang. Nói chung là Y Giang ai luôn anh em. Thì thằng anh đã ra rồi, cho nên là năm nay ra thằng em thì cũng hợp lý thôi anh em ơi. Nhưng mà cái hình ảnh này thì cũng chưa có bộc lộ hết. Lát nữa mình sẽ có thêm hình ảnh cho anh em thấy rõ ràng hơn nha. Ok, thì chúng ta sẽ biết được thêm một nhân vật mới, đó là Luffy. Luffy mới nha anh em. Thì skill thì cũng chưa biết thế nào anh em ơi. Tại vì vừa rồi ra Luffy Time Skip cũng khá là nhiều skill hấp dẫn rồi. Thì không biết Luffy này như thế nào. Ok, hình ảnh tiếp theo là một hình ảnh nói về hai vị tướng mới. Đó là Sisa.
Shisha này thì cũng không có gì đặc biệt rồi, tại vì trong cái hình ảnh mà tướng cập nhật thì chúng ta đã biết là sẽ có Shisha đúng không? Nhưng mà cái vị tướng này mới là đặc biệt đấy anh em. Đây là con Kuzan. Kuzan bỏ nhà đi bộ anh em ơi. Thì chúng ta có thể gọi là Kuzan Kuzan 2, Kuzan V2 hay Kuzan S2 gì đó tùy ý với anh em. Thì nói chung là con Kuzan cũ thì anh em biết là đã ra rồi, cũng là SS. Thì con Kuzan này cũng là SS là điều tất nhiên thôi. Hai cái nền này đều nền vàng nha anh em. Shisha đều là nền vàng. Thì có vẻ như là Shisha này sẽ được là SS. Rồi Kuzan này cũng là SS luôn nè. Nhưng mà Kuzan này thì chắc là skill sẽ hấp dẫn hơn anh em ơi. Mình cũng cực kỳ thích những cái skill liên quan tới yếu tố luôn. Ví dụ như là băng, lửa đồ này nọ thì cũng khá là hấp dẫn. Tạo ra những cái con chim hay là con rồng gì đó. Nhìn khá là hấp dẫn. Ví dụ như Enel thì tạo ra rồng điện nè. Còn Kuzan thì tạo ra chim băng. Hoặc là tạo ra những cái gì đó nó bằng nó bằng băng có hình dạng nhất định nữa là rất là hấp dẫn luôn. Thì như vậy thì chúng ta có một cái vị tướng gọi là như kiểu gọi là vị tướng mà chúng ta không ngờ tới anh em. Con Kuzan này là một con tướng mà chúng ta không thể ngờ tới được đúng không? Tại vì trong 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 cái cốt truyện thì con Kuzan này cũng chả có liên quan lắm, cho nên chúng ta chắc chắn sẽ không có nghĩ tới. Tại vì anh em đơn giản chỉ nghĩ là lo xong script này nọ xong rồi chúng ta sẽ đến map mới Doflamingo hay gì đó, chứ cũng không có nghĩ tới con Kuzan này lắm. Nhưng mà hiện tại theo thông tin rò rỉ thì có cái con Kuzan này nha anh em. Và như kiểu là sao ta, vậy là sự kiện 2 năm cho nên nó sẽ ra khá là nhiều tướng, và trong đó thì sẽ có thêm các cái con tướng như thế này, kiểu như vậy. Rồi chúng ta sẽ xem hình ảnh tiếp theo nha. Nói chung là mấy cái con tướng này thì em có hứng thú với con nào thì em có thể để lại comment để nói cho mình biết nha, comment này nọ. Còn đây là thằng Lo trong clip ở trong sàn đấu PvP nè anh em. Như em thấy thì nó sẽ có một cái thanh năng lượng rum nè, và có cái chiêu này tích nộ nè nha anh em. Cái chiêu này thì nhìn thấy là cái chiêu để ngón tay, và lúc mà Lo hay xài skill á thì nhìn thấy chiêu này nó có tích stack nè anh em. Ở đây có số 2 nè anh em, và tối đa sẽ là tích 3 stack nha anh em. Có nghĩa là nó cũng khá giống với của rau đen, cái chiêu quăng quăng cục bóng tối á thì nó sẽ tích 3 cục sau đó nó quăng. Còn cái này thì nó tích 3 cục, mình cũng chưa biết nó làm cái gì. Nói chung khi nào có tướng thì mới biết được. Còn về thêm các skill khác thì em có thể nhìn thấy, ví dụ như chiêu 1 thì chiêu này là cái chiêu kiểu ăn cắp trái tim hay gì nè, ăn cắp trái tim không cho vào hộp nè anh em. Rồi chiêu 2 là chiêu tích stack nè. Chiêu 3 thì là chiêu gì đây nè, có cái tầm ngắm nè anh em. Chiêu này chắc là cái chiêu gì mà tạo ra cái skill màu xanh xanh lá cây đúng không? Còn cái chiêu phụ này là chiêu gì đây, nhìn khá ảo luôn anh em ơi. Chiêu anti thì chắc là chiêu sốc tim vậy đúng không? Thương hiệu của thằng Lo có chiêu sốc tim rồi. Ok, còn hình dạng trong game thì nhìn thấy là cũng khá là cao ráo đẹp trai. Đây nói chung là nhìn có vẻ là sắc nét các kiểu. Đây cũng có hình nữa nè anh em đó. Ok rồi, chúng ta đến với hình tiếp theo đi ha. Đây thì chắc là sẽ là một cái chế độ chơi mới chăng, hay là cái gì đó mình cũng chả rõ, nhưng mà các tướng cũ thôi, trong đây thì đa số đều là tướng cũ nha anh em. Rồi ok, một cái chế độ chơi mới. Rồi còn đây là cái nhà máy khí ga của Shisha, tức là chúng ta sẽ bước sang cốt truyện mới, đó là bên Hazan đấy. Cốt truyện mới tức là chúng ta sẽ xong đảo người cá, rồi sau đó chúng ta sẽ bước đến bên Hazan nha. Cái này thì sẽ xong sẽ trong tương lai, nhưng mà mình nghĩ chắc có khi là sẽ trong đợt kỷ niệm luôn, sẽ cập nhật trong đợt kỷ niệm 2 năm thì sẽ có một cái bản cập nhật lớn. Đến lúc đó thì anh em có thể xóa game tải lại hay sao đó tùy ở với anh em. Ôi, còn đây là về một số cái biểu tượng đánh nè anh em. Thì như em thấy là cái nút đánh thường của chúng ta là như thế này nè. Thì bây giờ nó lại biến đổi thêm nhiều cái nữa. Đây là nút đánh thường dạng có lửa xung quanh. Cái này thì đánh thường có ngôi sao. Cái này là cái gì đây? Cái mũi tên xoắn xoắn. Cái này mũi tên bình thường. Cái này là chiêu gì đây? Còn cái này là nhảy. Cái này thì là cái gì đây nè, cái vương miện. Rồi cái này là cái ngôi sao bốn cánh, ngôi sao tè le. Nói chung là tùm lum hết anh em ơi, khá là nhiều biểu tượng mới, thậm chí là có mấy cái gì đây nè. Ồ, nói chung là game sẽ cập nhật thêm nhiều cái mới nha anh em, quá tuyệt luôn. Một cái tựa game Wannabe quá đã đúng không? Rồi hình ảnh tiếp theo thì chắc là sẽ là một số cái danh hiệu, nó làm cái gì đó để giúp người ta tăng lực chiến hay là tăng đam hay là thu thập cho vui. Ví dụ như đây là cái bánh sinh nhật kỷ niệm 2 năm nè, thì game sẽ cập nhật 2 năm. Rồi ok, thì là cái bánh sinh nhật kỷ niệm 2 năm nha anh em. Thì đó là cái danh hiệu. Rồi tiếp theo là một cái danh hiệu gì đây, rồng bay phượng múa anh em ơi. Bên đây có con rồng, bên đây có con phượng nè. Rồi bên đây là có con phượng hoàng lửa. Hoàng lửa là không biết có liên quan gì không đây. Còn đây là của thằng Lo nha anh em, Lo Time Skip. Wow, thương hiệu của thằng Lo được 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 nêu ở đây luôn. À, anh em có thể đảm bảo chắc chắn một điều là banner sau là thằng Lo rồi anh em ơi, không thể nào chối cãi được. Còn về cái nó là hệ gì thì mình nghĩ chắc có khi nó sẽ là hệ đỏ quá, nhưng mà mình cũng chưa biết anh em ơi, thực sự cũng chưa biết. Tại vì thằng Lo cũ là hệ đỏ rồi ấy, cho nên có khi thằng Lo này sẽ thay đổi là hệ vàng, cũng cũng có thể là hệ vàng. Không, ủa khoan,
À, Yoro kia hệ xanh đúng không? Anh em có thể thấy là Yoro Yoro cũ hệ xanh, rồi Yoro Asura hệ đỏ, rồi đến Yoro tâm skip này lại tiếp tục là hệ xanh chứ không có Yoro hệ vàng. Đấy, nói chung là mỗi hệ thì nó cũng có một cái tương tương chế, có một cái cơ chế riêng rồi, cho nên con Yoro hầu như là kiểu nó sẽ không có hệ vàng kiểu như vậy. Giống như Luffy thì anh em thấy là Luffy A là hệ đỏ nè, rồi lên Luffy Gen 2 là hệ xanh đúng không? Nhưng mà Luffy time skip lại tiếp tục quay lại hệ đỏ, chứ không thể nào có một Luffy hệ vàng kiểu như vậy. Còn thằng 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 thằng, thằng Law S thì là hệ đỏ, thì thằng Law trong skip thì khả năng sẽ là hệ đỏ hoặc là hệ, mình nghĩ chắc sẽ là hệ xanh hả ta? Hệ xanh thì mới ra rồi, chắc là không 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 hệ xanh, có khi nó sẽ là hệ vàng. Nói chung là chỉ có hai hệ thôi. Rồi, như em thấy thì thằng Smoker S cũng là hệ đỏ, và thằng Smoker trong skip cũng là hệ đỏ đúng không ta? Hình như Smoker trong skip cũng là hệ đỏ đúng không ta? Anh em đợi xíu để mình cập nhật đấy. Tại vì mình thấy có con Smoker từ trước tới giờ là có duy nhất con Smoker là nó kiểu nó không thay đổi hệ. Cho nên để mình xem thử cái con Smoker coi. Đây. Đúng rồi anh em ơi. Smoker trong skip cũng là hệ đỏ nè, thì đây là một cái ví dụ điển hình là hai con ra khác, gọi là cái chức cái cốt truyện tương lai nhưng mà nó lại cùng hệ, đó là Smoker S với là Smoker SS thì cũng là hệ đỏ, thì khả năng có thể là con lo cũng như vậy luôn kiểu như vậy. Rồi ok, quay lại với các clip thì cho nó thấy là đang một cái clip mới, cái này gọi là gì ta, S cộng đúng không anh em, S cộng tại vì chữ cam mà anh em, chữ cam mà thêm dấu cộng thì là S cộng chứ còn gì nữa. Còn cái này mà chữ vàng thêm S, chữ vàng thêm cộng thì là SS cộng. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái chất tướng mới, đó là S cộng. Thì cái này không biết là có phải là nâng cấp từ S lên S cộng hay không, hay là sẽ là một chất tướng riêng nữa. Có nghĩa là mấy con S thì vẫn là S, còn S cộng thì sẽ là những con mới kiểu như vậy. Thì mình cũng chưa rõ cái này, chỉ biết là chúng ta sẽ có thêm chất tướng mới, đó là S cộng. Không biết cái này có phải gọi là mới hay không nữa, tại vì cũng chưa rõ nên ơi. Thì chúng ta biết như vậy đi, biết là sẽ có chất tướng S cộng đấy, còn không biết mấy con S lên hay là thêm chất tướng mới. Rồi còn cái này là cái gì đây, banner 100% special cái bali gì đây, cái này là gì mình cũng chả biết, cho nên là mình sẽ dịch cái đoạn này thử nha anh em. Google dịch. Ok, banner 100% kỷ niệm đặc biệt Kembali tất cả những gì bạn muốn từ A đến San. Wow, anh em hiểu gì chưa? Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái banner đặc biệt trong ngày kỷ niệm 2 năm, và cái banner này là tập hợp tất cả các tướng từ con A cho đến con San. Trời ơi, đây là một cái dịp cực kỳ gọi là thuận tiện cho những anh em nào mà muốn quay cái con San hay những cái con tướng mới mà nó chưa vào vòng quay 40, vòng quay 80% anh em, một cái điều rất là lợi luôn. Đây mình sẽ nói chi tiết cho anh em hiểu, thì chúng ta sẽ có những cái banner như là banner 80% kiểu này nè, thì banner này thì nó sẽ kiểu gọi là anh em phải chờ đợi á, anh em phải chờ đợi những con tướng mới nó cập nhật từ từ vô đây. Thì anh em không cần phải chờ đợi nữa, tại vì sắp tới trong ngày kỷ niệm 2 năm nó sẽ có riêng một cái banner khác, và cái banner đó nó sẽ có tất cả các tướng từ A cho đến San, có nghĩa là anh em không cần phải đợi San nữa. Ví dụ như banner 80% này thì nó chỉ mới có cập nhật tới con Senji thôi nè. Thì nếu mà anh em muốn đợi San thì chắc là hơi lâu, tại vì để mình coi. Đây. Bước sang tháng 4 là nó mới cập nhật tới Robin. Rồi tới tháng 5 mới cập nhật tới Boa. Rồi sau đó tới tháng 6 thì nó mới cập nhật tiếp cái con sau Boa. Boa là hình như hệ đỏ, như vậy là hình như khả năng con là San đúng không ta? Như vậy là anh em cần phải đợi tới tháng 6. Đợi tới tháng 6 nên mới quay được San, và thậm chí là còn tỷ lệ 80% nữa. Và thay vì anh em đợi tháng 6 thì anh em chỉ cần đợi đến ngày 22 tháng 4. Tháng 4 thôi là anh em có thể quay được San rồi, tại vì trong vòng quay kỷ niệm thì nó sẽ có San luôn. Tuyệt vời. Nói chung là sẽ có tất cả những con tướng ở đây nè anh em, Aikro, Enel nè, Kuyan, Mihawk nè, Yoro Asura nè, rồi Kizaru nè, Ivankov, Jinbe, Lucy, nói chung là đầy đủ nha anh em. Rayleigh, San, Râu Đen. Nói chung là có con San đặc biệt thôi chứ cũng không có cái gì mới khác nữa. Ủa tính ra là nó không có mấy con kia ta. À có anh em ơi, có đầy đủ nha. Sanji New World, Robin New World, Nami New World. À có Nami New World luôn hả, ghê vậy. Oh my god, đã. Rồi, đó là một cái thông tin cũng khá là hay. Và tất nhiên thì tỷ lệ chắc là sẽ vẫn sẽ là 90 vé nha anh em. Nếu mà anh em hên thì sẽ là 1 đến 89. Còn anh em hên thì, anh em xui thì sẽ vẫn là 90 thôi. Nói chung là theo cái tỷ lệ vẫn là bình thường. Và cái điều một điều ngon lành là banner này là banner 100%. Tức là anh em chọn con nào anh em quay chắc chắn ra con đó thôi, không có bị lệch nha. Hình ảnh tiếp theo nữa là thuyền mới.
Thì đây là thuyền của Foxy nha anh em. Thuyền này thì chắc là thuyền S thôi anh em ơi. Thuyền S. Thì cái thuyền Foxy này là thuyền gọi là thuyền thuyền cáo hay thuyền chồn gì đó. Ok. Cũng là một chiếc thuyền mới giúp cho chúng ta tăng lực. Nếu mà kiểu free thì ngon, hay là dùng tiêu trái để lấy thì cũng được. Chứ đừng có vô vòng quay gì đó. Nói chung thuyền này mình nghĩ chắc là sẽ là một là free hay là dùng trái thôi anh em ơi. Ok. Ngoài ra thì mình còn vừa biết thêm có thuyền mới nữa đó, thuyền đánh cá nữa anh em ơi. Để mình mở hình cho anh em xem. Đây nha anh em, đây là một cái thuyền mới. Thì thuyền này là thuyền đánh cá. Ủa thuyền này khoan, thuyền này hình như free hay sao ta? Cái chất thuyền của thuyền này chỉ là thuyền A thôi à? A hay B gì đấy, màu xanh lam như là A đúng không? À khoan, màu xanh lam như là B hả? À, đù, cái thuyền này là thuyền cùi bắp vãi chưởng luôn. Và hình như nó free hay sao anh em ơi? Nó cùng chất tướng với cái thuyền cùi bắp mà mới đầu vô anh em có nè. Cái thuyền này là thuyền, cái thuyền mà Luffy ban đầu ra khơi chèo nè. Thì cái thuyền đánh cá này là cái thuyền chất tướng y vậy luôn. Ô, nói chung là có thêm thuyền free là rất là ngon. Chúng ta sẽ tăng được lực và tăng cấp lên được chiến nữa. Ui tuyệt vời. Nhưng mình chưa biết là nó free hay không. Bây giờ mình sẽ vô thuyền của mình thử coi nó có tặng hay không. Nếu mà free thì chắc ít bữa nó sẽ được thôi anh em ơi. Đây, nói chung là vẫn chưa tặng vô nhưng mà từ từ nó sẽ được. Ngon. Có thuyền mới là ngon lành cành đào. Ok, chúng ta tiếp tục với những cái nội dung nha. Thì sẽ có thêm một vài thuyền mới. Còn cái này thì sẽ thêm một số hình ảnh, ví dụ như là tướng mới nè anh em. Jinbe, gọi là Jinbe gì ta? Jinbe New World hả? Gọi là Jinbe Time Skip đi ha. Jinbe này thì mặc cái áo vàng chứ không phải là còn Jinbe kia nữa nha. Và tất nhiên skill sẽ dữ dằn hơn rồi anh em ơi. Ngoài ra thì có Frankie Time Skip nữa. Ok. Băng Mũ Rơm thì cũng còn một vài thành viên vẫn chưa nằm trong cái mùa này. Ví dụ như là Frankie Time Skip, rồi Brook Time Skip, rồi Usopp Time Skip. Đó, nói chung là cũng còn một vài nhân vật chưa vào nha anh em. Ok. Đây, đó là hết cái phần đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần thứ hai. Và phần thứ hai này chúng ta sẽ thấy rõ hơn một chút. Cái này thì thông tin bên group Việt Nam nha anh em, của bạn Toàn Hoành Tuấn đăng lên. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Đây, ở cái hình này thì cũng là giống như cái hình hồi nãy thôi. Nó sẽ là như Luffy thôi. Nhưng mà lát này sẽ có hình ảnh chi tiết hơn. Đây là chất tướng S cộng. Và đây là các biểu tượng như mình chia sẻ hồi nãy. Đây là Lo, Kuyan, Shisa. Đây là Mảnh nha anh em. Mảnh SS, quá đã luôn à. Rồi, còn đây là về thẻ skill. Thì chúng ta sẽ có thẻ 123 với thẻ 45. Đây là thẻ 123 nha anh em. Thì thẻ 123 là Lo đang sử dụng ngón tay thôi, cũng như bình thường. Nhìn rất là ngầu. Còn đây sẽ là skill 4. Skill 4 sẽ là skill phụ ấy, thì sẽ có hai loại, tất nhiên là sẽ có hai thẻ. Thì đây là thẻ 1, còn đây là thẻ 2. Tất nhiên là mình cũng chưa biết thẻ nào sẽ được đa dụng xài gọi là như kiểu là mặc định ấy. Chắc là thẻ này anh em ơi, tại vì nãy mình thấy cái skill kia có vẻ xoay xoay, thì thằng Lo này nó đang xài cái kiếm xoay xoay nè, chắc là vậy rồi. Còn đây là skill sóc tim gì này đúng không? Quá ý, mình nhớ đang sóc thằng Doflamingo nè, cái tóc của Doflamingo nè anh em. Quá đã. Rồi, đây là khung nha anh em, khung của Lo. Đây là trong game. Còn đây là cái mà mình nói là tích stat đó anh em. Thì tích lên được 3 stat nha. Với lại có cái chữ này nè, thì có nghĩa là có thể ấn giữ được nha anh em. Quá đã. Rồi, đây là một số cái biểu tượng mới nữa. Ví dụ như là room của Lo nè, rồi khói của Shisa nè, cái này băng chắc của Kuzan nè. Còn này của Kizaru hả? Ảo vậy. Ồ, đặc biệt là vòi rồng bay phượng múa nè anh em ơi. Không biết cái này có điều gì đặc biệt ha. Ồ, ok. Còn đây là thuyền Foxy nha anh em. Mảnh thuyền Foxy. À, như vậy thì mình đoán là S là sai luôn anh em ơi. Cái này chỉ là thuyền A thôi. Tím là A đúng không? Ok. Như vậy là thuyền Foxy chỉ là thuyền A thôi. Rồi, ok. Chúng ta đến với tiếp tục nào. Bên đây thì sẽ có thêm, bên đây chắc là những cái thông tin cũ thôi. Ok. Chúng ta sang cái này. Bên đây là rõ hơn nè anh em. Đây anh em thấy, để mình kéo xuống nha. Đó. Anh em có thể thấy rất là rõ ràng hình thằng Luffy Trung Hoa nè anh em thấy không? Đấy. Ngầu hơn chưa? Mặc áo cũng ngầu hơn chưa? Thì tất nhiên là mình cũng không biết hình dạng nào là đúng nữa. Nhưng mà theo mình thấy hình dạng này đẹp hơn nè anh em ơi. Hình dạng này có đầy đủ quần áo nè. Rồi nó đặc. Nó nhìn vào là nhìn thấy chất, thấy toát lên cái chất khí Trung Hoa liền anh em. Với lại thêm một điều nữa, có thêm cái nón nữa anh em, chất chơi thiệt.
cái nón mũ rơm của Luffy bây giờ đã biến mất, bây giờ chuyển sang cái nón của mafia. hình dạng nếu mà ra con Luffy này là ngon luôn anh em ơi, ra thằng Ace rồi giờ ra Luffy nữa, tuyệt vời luôn. Hai anh em cùng được ra mắt theo dạng Trung Hoa SSS, quá đã. Đây, đây là hình cũ thôi. Ok, bên đây không có gì hết. Rồi, còn đây là cái cuối cùng. Cái kiểu logo game nha anh em. Thì sẽ có thông tin là như kiểu là game trong ngày kỷ niệm 2 năm thì sẽ thay logo game. Như anh em biết thì logo hiện tại cũng đã thay một lần rồi. Thì hiện tại nếu mà thay thêm lần nữa thì cũng không có gì đặc biệt. Và đây là hình dạng mới nha anh em. Tất nhiên là vẫn có thể, vẫn có khả năng là thay đổi hoặc là giữ nguyên. Thì cái này là chưa biết. Nhưng mà đây là cái list, cái rò rỉ thông tin list là hình logo thay đổi nha anh em. Đó, hình của Luffy đang nắm đấm lại và toát lên Haki Bá Vương. Quá dữ dằn luôn. Ok, thì đó là toàn bộ thông tin list bị rò rỉ sẽ cập nhật trong cái đợt kỷ niệm 2 năm. Thì anh em cảm nhận thế nào về những cái rò rỉ thông tin này? Hãy để lại thông tin cho mình biết, hãy để lại comment cho mình biết nha anh em. Rồi, ok, cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để cái kênh đầy đủ để ủng hộ cho mình. Và anh em nào có nhu cầu mua acc bên Android 4399 thì nhớ liên hệ Facebook mình. Link Facebook mình để sẵn ở phần mô tả rồi. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Yeah.